Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa anh chị em, chiều hôm nay chúng ta cùng với giáo hội cử hành phụng vụ Chúa Nhật tuần thứ 20 mùa thường niên 5A. Dâng thánh lễ này chúng ta hiệp ý xin ơn bình an, ơn sám hối và chữa lành. Xin Chúa sớm đẩy lùi dịch bệnh, ban cho chúng ta cuộc sống bình an hạnh phúc. Và chúng ta cầu nguyện cho linh hồn cha cố Phêrô, linh hồn Maria, linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ, các linh hồn thai nhi và các linh hồn và những ý nguyện chúng ta dâng cho Chúa trong thánh lễ hôm nay. Giờ đây anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con chung tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cả Chúa. Vì vinh quang cao cả Chúa. Chúa là Thiên Chúa, là vua ở trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa. Xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới, và đức công chính của ta sắp được biểu lộ. Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự người và yêu mến thánh danh, cùng trở nên tôi tớ của người. Hết những ai giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dân, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Đó là lời Chúa. Chúa dân phải cảm tạ Ngài, lạy Chúa. Chúa dân phải hợp tiếng cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa đoái thương ban muôn vàn ơn lành, tôn nhan Ngài rầy xin chiếu sáng, đường Chúa khắp nơi địa cầu hay biết, các nước trong ơn Ngài cứu độ. Vì Chúa sẽ công minh cai trị địa cầu, muôn dân nào mừng vui hát xuống, người sẽ hiến mình chỉ vì muôn nước, công thánh muôn dân tộc cõi trần. Lạy Chúa, chớ chi Chúa dân cảm tạ Ngài. Chúa dân đồng thành cảm mến Chúa. Nguyện Chúa khấn ban ngàn muôn ân phúc, cõi đất hay tôn sợ kính thờ.
và chiếc thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là tông đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót vì con dân Israel không vâng phục. Họ cũng thế, nay họ không vâng phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Đó là lời Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin vũ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, có dịp chúng ta đi hành hương, những trung tâm hành hương về Đức Mẹ. Chẳng hạn như trong Sài Gòn chúng ta thì có Đức Mẹ Fatima, rồi phía bên ngay ngã tư Bảy Hiền thì có Đền Công Chính Thánh Cả Giuse, rồi đi ra ngoài thì có Đức Mẹ Tà Bao, rồi xa hơn thì có Đức Mẹ Trà Kiệu, chỗ mà Quảng Nam đang có cái dịch. Rồi ngoài xa hơn nữa, Quảng Trị cũng có Đức Mẹ La Vang. Rồi chúng ta về miền Tây thì có chỗ Ba Dòng, rồi Đức Mẹ La Mã. Rồi xa hơn một chút, chỗ Bạc Liêu gần với
Cà Mau thì có chỗ trung tâm hành hương cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Và khi chúng ta đến những trung tâm hành hương đó thì chúng ta nhận thấy không chỉ là có người có đạo, người Công giáo chúng ta, nhưng mà chúng ta để ý thì sẽ cũng thấy có những anh chị em ngoại giáo, những anh chị em lương dân, họ cũng có một lòng yêu mến đối với Đức Mẹ hay là các thánh, và nhất là cha thánh Trương Bửu Diệp ở miền Tây đó.